Ban chấp hành Đảng bộ xã Trường Xuân Bê huyện Thới Lai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2023 và đề ra chương trình công tác tháng 11 năm 2023. Trong đó đều quyết tâm về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đến nay xã đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hai tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, tiêu chí số 14 về y tế. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đến tháng 10 năm 2023 đều đạt và dược. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quyện, yêu cầu xã đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Quan tâm chỉ đạo thắng lợi xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 và trồng qua màu phục vụ Tết Nguyên đán 2024.